Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Gà Vlog. Thưa quý vị và các bạn, là hôm trước thì Vinh Gà có chia sẻ một cái video nói về vấn đề là chăm sóc bón phân cho cây hoa hồng sau Tết. Thì trong cái video có nhắc về vấn đề là những bạn nào mà có cây hoa hồng yếu này, hoặc những cây hoa hồng mà hiện đang vẫn đang rụng lá, đúng không ạ? Vàng lá, rụng lá, khô cành, đen thân, hay là những người mà mới mua cây hoa hồng về chơi, thì trước Tết bây giờ các bạn nên thay chậu cho cây hoa hồng. Thì ở đây đặt ra rất nhiều các bạn đặt ra câu hỏi là sau khi thay như vậy thì chăm sóc cây hoa hồng như thế nào. Thì hôm nay Vinh Gà sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn cái vấn đề là gì, chăm sóc và phục hồi cái cây hoa hồng của các bạn sau khi các bạn thay chậu đó, để cho các bạn, những người mới chơi, những người đang vướng một cái tình trạng đó, các bạn sẽ nắm bắt được và giúp cho cái cây hoa hồng của bạn nó phát triển, để tránh tình trạng nó bị yếu dần cây và nó chết mất cây các bạn nhé. Thì hôm nay trời ở chỗ Vinh Gà trời hơi gió một chút, có thể là Vinh Gà quay video trực tiếp thì cái tiếng gió nó sẽ lẫn vào, mong là quý vị và các bạn thông cảm, và để Vinh Gà có thể chia sẻ với quý vị và các bạn mà các bạn xem video và cảm thấy Vinh Gà chia sẻ nó hay và ý nghĩa với những người mới chơi, các bạn đam mê cây hoa hồng, thì mong các bạn đừng tiếp Vinh Gà một nút like. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà, và cũng đừng quên nhấn nút chuông ở bên cạnh để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog nha các bạn. Thưa các bạn, là khi một cây hoa hồng của các bạn nó khỏe mạnh thì các bạn có thể là để Vinh Gà cầm máy cho các bạn thấy là nếu khi một cái cây hoa hồng của các bạn là cây nhỏ như thế này của Vinh Gà thôi, đúng không ạ? Các bạn thấy là nếu cây khỏe mạnh thì cái bộ lá của nó như thế này, và cái lá vàng ở trên cây rất là ít. Nhưng khi các bạn đã phát hiện thấy cây có lá vàng, đúng không ạ? Những cái lá vàng như thế này, những cái lá vàng như thế này, như thế này, thì đơn thuần nó chỉ là cây thay lá. Nhưng nếu mà cây tự nhiên vàng lá đồng loạt, đúng không ạ, và các bạn thấy nó mất đi cái màu xanh bình thường này, đúng không ạ, các bạn thấy nó mất đi màu xanh bình thường này, hoặc cái mầm của nó lên màu nó nhợt nhạt, đúng không ạ, nó không được khỏe khoắn mà màu nó nhợt nhạt, thì là cây của bạn đang bắt đầu bị bệnh, đúng không ạ. Nhưng nếu như các bạn để cái tình trạng của cây nó lâu, đúng không ạ, nó lâu thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là rụng lá hàng loạt, và dẫn đến cái tình trạng là cây nó không còn lá ở trên cây như thế này nữa, và bắt đầu nó chọc trụi cành, sau đó thì nó dẫn đến tình trạng là nó khô cành đen thân các bạn nhé. Nó dẫn đến cái tình trạng là nó bị khô cành, những cái cành nó rụng lá đi thì bắt đầu nó khô từ những cái cành già này, sau đó thì nó khô cành non, và dần dần thì nó đen thân và nó chết xuống đến tận gốc cây, đúng không ạ, nó chết xuống đến tận gốc cây của các bạn. Chính vì vậy cho nên là nếu những người đang bị như vậy thì các bạn sẽ phải thay chậu. Ở đây thì hiện tại là Vinh Gà không có những cái cây hoa hồng bị bệnh như vậy để chia sẻ đến quý vị và các bạn. Nhưng Vinh Gà sẽ dùng cái cách phân giải của Vinh Gà để giúp các bạn hiểu về cái vấn đề là khi các bạn thay chậu. Vậy thì bây giờ khi cái cây của các bạn, đúng không ạ, mà nó bị rụng lá, khô cành, thì trước hết đầu tiên là cái giá thể của các bạn nó bị hỏng, đúng không ạ. Giá thể của bạn nó không tơi xốp, các bạn thấy, có thể thấy là cái giá thể của Vinh Gà này nó tơi như thế này. Nếu như cái giá thể của các bạn mà xốp quá, đúng không ạ, nếu như cái giá thể của bạn mà xốp quá, không đủ dinh dưỡng, đúng không ạ, không đủ dinh dưỡng, không đủ độ mùn thì cái cây của các bạn ấy nó yếu, nhưng nó không bị khô cành và không chết cây. Nó yếu, nó không phát triển nhiều mầm, nó ít lá thôi, nhưng nó không khô cành và chết cây, nó ít dẫn đến cái tình trạng khô cành và chết cây. Trừ trường hợp là đầu của cuối tháng 8 đến tháng 10 là thời gian mà cây nó thay cành, nó thay lá thay cành, thì lúc đó nó dẫn đến nó hay bị cái tình trạng khô cành, nhưng khô cành nhưng không chết cây các bạn nhé. Đó là cái giá thể của bạn xốp quá. Cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp giá thể của các bạn nó bị nhiều đất quá, đúng không ạ, nhiều đất quá, nó dẫn đến tình trạng là khi các bạn tưới nhiều, đúng, các bạn trồng trong chậu, các bạn tưới nhiều thì dẫn đến là cái đất của bạn nó bị ướt quá, nó dẫn đến hóa bùn. Hóa bùn sau đó thì tất cả các cái dạng phân bón của bạn, khi các bạn bón vào đó, nó dẫn đến tình trạng chua đất và làm tổn thương cái bộ rễ. Chính vì vậy cho nên là khi Vinh Gà nói với các bạn là nếu như cái cây của bạn bị vàng hiện tại, tại thời điểm này là mùa phát của cây hoa hồng, mà nó vẫn bị cái tình trạng khô cành đen thân, hoặc là nó bị vàng lá rụng lá, thì các bạn phải thay giá thể và bón chăm sóc cái cây lại. Thì khi các bạn thay giá thể, đúng không ạ, thì với người trồng cây hoa hồng ở dưới đất, có rất nhiều người cũng hỏi là nếu tình trạng cây hoa hồng của các bạn trồng dưới đất thì làm thế nào. Thì các bạn sẽ phải lấy cây, ví dụ như là cây này của Vinh Gà đang trồng dưới đất chẳng hạn, đúng không ạ, thì các bạn sẽ phải lấy cây các bạn đào, đúng không ạ, các bạn
đào xuống rồi các bạn nới đất lên, các bạn đáy đất lên để nó tạo cái độ thoáng trong không khí, đúng không ạ? Tạo cái độ thoáng trong không khí, à trong đất, tạo cái độ thoáng cho không khí nó luồn vào trong đất và giúp cho cây nó có thể là thoáng khí, trao đổi chất. Đầu tiên là nó không bị, đó là tình trạng đầu tiên là các bạn làm cho nó không bị nghẹt rễ nữa. Khi các bạn nới đất thì nó không bị nghẹt rễ nữa. Và khi nó không bị nghẹt rễ nữa thì các bạn sẽ bón phân, bón bằng các loại phân chuồng, hoài mục để giúp cho cây, hoặc phân vi sinh để giúp cho cái đất trồng của các bạn ở xung quanh cái cây trồng ở đất nó cải tạo đất, đúng không ạ? Nó cải tạo lại đất. Và sau đó thì các bạn sẽ chăm sóc cái cây nó phát triển lên, bởi vì cái cây trồng ngoài đất thì nó rất là đơn giản như vậy thôi. Nếu cây bị bệnh thì các bạn phun phòng bệnh từng loại bệnh. Nếu các bạn cần hỏi về loại bệnh gì các bạn có thể comment ở phía dưới video để mình gà chia sẻ cho các bạn. Còn phần các bạn trồng ở trong chậu thì nó khác. Đây là Vinh Gà nói cái cây ở túi vải, các bạn có thể là đến cái cây ở chậu. Vinh Gà chia sẻ với các bạn cái cây ở chậu. Nếu các bạn trồng cái cây ở trong chậu như thế này, đúng không ạ? Các bạn trồng cái cây ở trong chậu như thế này mà đất của các bạn nó bị lèn chặt quá, nó úng nước, nó không thoát được nước thì nó dẫn đến tình trạng là cái đất này của các bạn ở phía đáy chậu nó bị nhão ra như bùn, hoặc đất ướt quá. Khi các bạn bón phân thì nước, tất cả các loại phân thừa hoặc nước nó không ra được, nó dẫn đến tình trạng là cây bị úng nước. Khi bị úng nước thì cái bộ rễ nó hỏng, đúng không ạ? Bộ rễ nó hỏng như vậy thì cho nên là các bạn khi bộ rễ bắt đầu bị tổn thương thì nấm, đúng không ạ? Nấm bệnh nó sẽ xâm nhập vào cái cây. Xâm nhập vào cái cây và dần dần cái cây nó bị thối hết rễ đi rồi, đúng không ạ? Vinh Gà có thể nói với các bạn đây, ở đây Vinh Gà có một cái cây, một cái gốc cành hoa hồng hôm trước nó bị hỏng thì Vinh Gà cái này cũng không phải. Cái này thì là cái cành chiết thôi. Vinh Gà nói thế này, khi mà nó bị úng nước như vậy thì nó sẽ chết tất cả đi những cái rễ non, rễ bé của cây hoa hồng, đúng không ạ? Nó chết tất cả đi những cái rễ đó. Và nếu như các bạn xử lý được thì nó lại ra rễ và phát triển cây lại bình thường. Nếu các bạn không xử lý được thì nó sẽ thối luôn cái rễ già. Cũng giống như lúc đầu tiên Vinh Gà nói là nó bị, đầu tiên là rụng lá, xong nó khô cành, xong nó dẫn đến là nó khô cành già, dẫn đến khô cành non và khô thân, đen thân và chết. Đó là cái tình trạng mà cái cây của các bạn mà bị yếu bộ rễ thì các bạn phải xử lý giá thể. Còn nếu như cái cây của các bạn mà tự nhiên các bạn thấy là ở trên cành thì vẫn còn, mà ở dưới này lại bị chết từ dưới này lên thì nó bị, cái đấy là rễ đã chuyển sang tình trạng bị sót rễ. Sót là gì? Nước nhiều quá nó cũng gây sót rễ, đúng không ạ? Và phân nhiều quá cũng gây sót rễ, chứ không phải chỉ là phân mới gây sót rễ đâu các bạn nhé. Vậy thì nếu cây của các bạn bắt đầu rơi vào cái tình trạng vàng lá này, rụng lá này mà không phải điều kiện ngoại cảnh, tức là không phải do thời tiết, không phải bị mưa axit hay là sương muối, đúng không ạ? Thì các bạn phải thay giá thể, bởi vì đó là tác động từ ở trong cái chậu cây của các bạn. Khi các bạn thay giá thể thì các bạn, với những cây nhỏ thì các bạn có thể là gỡ gần hết đất đi. Với những cây lớn các bạn đào xung quanh này, đúng không ạ? Các bạn đào xung quanh này, các bạn nhắc cây ra và các bạn thay giá thể mới. Thì cái giá thể mới các bạn trồng đó, đặc biệt là khi các bạn thay những chậu như vậy thì các bạn phải thay vào hôm trời nắng. Đầu tiên là Vinh Gà nói là các bạn phải thay vào hôm trời nắng đã, đúng không ạ? Trời nắng là sao? Để cho cái đất này nó khô và không bị cái nước mưa, không bị cái nước mưa làm sót tiếp cái rễ mà các bạn đào cái cây lên. Đó là hai vấn đề mà tại sao lại thay chậu vào trời nắng. Thứ ba nữa là cái giá thể của các bạn, khi các bạn thay những cây bị bệnh như vậy thì các bạn sẽ thay cho cây bằng cái giá thể khô. Các bạn trộn làm sao để cái giá thể của bạn nó khô, nó không bị ướt. Nếu cái đất mà các bạn trộn nó bị ướt thì vào trong đó nó vẫn ướt, nó sẽ không tốt hơn, không tốt bằng là các bạn thay bằng cái giá thể khô. Các bạn trộn giá thể khô các bạn thay xong, đúng không ạ? Và bây giờ khi thay xong rồi thì Vinh Gà nói là lại lần nữa là nếu cây nhỏ thì các bạn có thể tách hết cái lớp đất nhão bỏ đi, đúng không ạ? Các bạn thay vào đất mới để và cắt bỏ những cái rễ bị dập hoặc bị thối đi. Khi các bạn thay các bạn sẽ thấy là cái rễ những cây như vậy sẽ chỉ còn rễ đen, còn rễ trắng rất là ít. Nếu rễ trắng có thì cái lượng cũng là ít và nó mới bắt đầu ra rễ trắng chứ chưa. Thì khi các bạn thay như vậy thì các bạn sẽ phải cắt bỏ những cái rễ đó thì cái cây của bạn nó sẽ bị yếu. Nhắc đến đoạn tại sao thay vào trời nắng thì là Vinh Gà đã nói là nó sẽ sót những cái rễ còn lại đó. Vậy thì các bạn thay xong, khi các bạn thay thì trong cái giá thể của bạn, các bạn không trộn phân. Trộn phân chỉ là một lượng phân nhỏ, nếu mà chưa thực sự hoai mục cũng vẫn rơi sót cái bộ rễ đó. Và cái cây của bạn khi nó suy yếu đến cái mức, nó suy yếu đến cái mức mà phải thay chậu rồi thì các bạn, cây nó rất dễ là chết. Ví dụ như cái cây này chẳng hạn của Vinh Gà, nếu như bây giờ mà nó đã suy yếu đến mức
nó không còn phát triển, nó chỉ còn mỗi một đoạn cành này thôi. Nếu các bạn mà để nó chết nốt mấy cái rễ thì nó sẽ chết mất cây. Chính vậy cho nên là có hai vấn đề khi các bạn thay giá thể, đó là gì? Thay vào trời nắng và thay bằng giá thể khô. Thứ hai nữa là gì? À, thứ ba nữa là gì? Khi các bạn thay thì trong cái giá thể đó các bạn không được trộn phân, đúng không ạ? Đó là cái cách để các bạn làm. Các bạn không trộn phân gì cả, các bạn cứ trộn giá thể tơi xốp, hoặc nếu các bạn có phân bò, phân trâu thật sự là hoai mục thì các bạn mới trộn vào trong cái giá thể thay chậu cho cái cây hoa hồng bị bệnh đó, đúng không ạ? Vì chúng ta cũng như người bệnh, khi chúng ta yếu quá thì chúng ta cũng không muốn ăn cơm, không muốn ăn cái thứ gì cả. Người nó phục hồi trở lại thì lúc đó chúng ta mới ăn. Thì cái cây nó cũng vậy, khi nó yếu quá bộ rễ nó không hoạt động và chúng ta đã cắt làm tổn thương thêm cái bộ rễ nó một lần nữa khi chúng ta phá vỡ bầu thì nó cũng sẽ không sử dụng được một loại dinh dưỡng gì cả. Nếu có thì cái dinh dưỡng ở trong đất cũng đủ cho cái cây của các bạn phát triển trở lại, sau đó các bạn mới bón phân. Vậy thì khi các bạn thay xong với cái trời mát như thế này thì các bạn chỉ cần tưới nhẹ hoặc có thể để thêm, nếu giá thể khô các bạn trồng có thể để thêm khoảng vài ba ngày sau, thậm chí là một tuần sau các bạn mới cần tưới nước. Lúc đó các bạn sẽ tưới đẫm một lần. Tưới đẫm một lần để làm gì? Tức là chúng ta để khi chúng ta thay giá thể thì cái giá thể của chúng ta khô nó sẽ hút đi cái nước ở trong cái giá thể còn lại của các bạn cũ ở trong cái bầu cây. Nó hút đi rồi, khi mà nó ráo nước rồi các bạn tưới đẫm là tại sao? Tưới đẫm để cho cái giá thể cũ, giữa cái giá thể cũ, ví dụ Vinh Ngài, ví dụ là cái bầu cây cũ nó là bấy nhiêu, đúng không ạ? Thì giữa cái giá thể cũ và cái giá thể mới ở ngoài này, khi chúng ta tưới nó sẽ liền vào với nhau, nó sẽ ăn liền với nhau, để giúp cho cái bộ rễ cây của các bạn nó phát triển từ cái bên cũ, đất cũ sang đất mới, và nó giúp cho cây của các bạn phát triển lại. Và trong vòng một tháng đầu tiên, nếu cây của các bạn mà chưa lên mầm ấy, thì các bạn vẫn chưa phải bón phân. Khi nào các bạn thấy cái cây của các bạn nó lên mầm đỏ, ví dụ như cái cây còn yếu thì cái mầm của cây lên sẽ không có màu đỏ này các bạn nhé. Dù là mầm điếc hay là mầm khỏe hay là mầm có hoa thì nó vẫn phải là đỏ, hoặc là trừ trường hợp những cái cây mà bản thân nó là lên mầm xanh thì nó phải có màu xanh khỏe chứ không phải màu trắng nhợt nhạt các bạn nhé. Nó không phải là màu trắng nhợt nhạt thì khi đó các bạn mới sử dụng đến phân bón, và cái liều lượng sử dụng phân bón phải nhẹ, tức là dưới cả liều lượng người ta cho phép, chúng ta chỉ nhử nó thôi, pha thật loãng, tưới nhử để giúp gì, cái cây nó có hơi phân nó sẽ bén cái rễ nó ra và nó phát triển lên lại. Và đặc biệt nữa là gì, khi các bạn thay chậu như vậy xong thì các bạn cứ giữ ẩm. Đây các bạn cứ nhìn cái đất này, nếu các bạn cảm giác cái đất này còn ẩm, đúng không ạ, các bạn khi các bạn thấy sờ tay vào này mà các bạn cảm giác là cái đất còn ẩm, nếu mà các bạn thấy cái đất còn ẩm thì các bạn không cần tưới. Khi các bạn thay những cái cây có bệnh như vậy thì nếu đất còn ẩm các bạn không cần tưới, có thể là 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, thậm chí là nửa tháng mà đất chưa khô các bạn cũng không cần tưới các bạn nhé. Kể cả mùa hè nếu đất còn ẩm thì các bạn không cần phải tưới. Và các bạn nếu mà các bạn sợ cây yếu thì các bạn có thể bưng đến cây đến những chỗ nào mà nó chỉ nắng vào buổi sáng, không nắng vào buổi chiều là được các bạn nhé. Đó là cái cách mà các bạn chăm sóc một cái cây như vậy, không dùng phân. Nhưng có một cái điều như thế này, nếu trên cây của bạn bắt đầu có mầm, dù là mầm yếu hay mầm khỏe, đúng không ạ, mà cây còn lá hoặc bắt đầu có mầm thì các bạn có thể sử dụng phân bón lá hoặc là các dòng ví dụ như là đậu tương, trứng chuối, các bạn phun, đúng không ạ, các bạn phun trên cây. Hoặc là thay vì người ta dùng cái Atonic để tưới dưới gốc thì các bạn cũng có thể pha, các bạn phun ở trên cành được, nhưng mà pha với liều lượng loãng thôi, giúp cho cây nó kích thích thêm, nó để nó mau hồi sức hơn các bạn nhé. Còn bộ rễ do nó bị tổn thương, đúng không ạ, cũng giống như là chúng ta bị gãy chân gãy tay chẳng hạn, chấn thương, thì người ta bó bột, người ta phải giữ nguyên cái tình trạng như vậy một cái thời gian lâu để cho bộ xương nó hoàn thiện. Thì cái bộ rễ của bạn như vậy các bạn phải để cho nó hoàn thiện, chứ các bạn đừng có thấy là khi cái cây nó lên mầm trở lại các bạn vội vàng các bạn bón phân nọ phân kia, hay tưới cái này tưới khác là sẽ hỏng, và nước mà thừa thì cây cũng sẽ hỏng. Đó là cái cách để các bạn phục hồi lại một cái cây hoa hồng bị bệnh nhanh nhất. Thế còn với những cây mà bị bệnh, đúng không ạ, với những cây mà bị bệnh thì các bạn phun thuốc, khi các bạn trồng các bạn có thể phun thuốc hoặc là khử nấm cho cây ngay, sau đó thì các bạn trồng và các bạn chăm sóc y như Vinh Gà kể. Thì bây giờ Vinh Gà chỉ tóm tắt lại là gì, đầu tiên những cây bị bệnh là hiện tại bây giờ các bạn vào cái mùa phát cây hoa hồng mà các bạn vẫn thấy cây ít lá này, đúng không ạ, ít lá, ít mầm hoặc là khô cảnh nhân thân, thì những cây đó giá thể có vấn đề, và giá thể đó thì các bạn nên thay
thay xong thì các bạn phải, khi thay thì các bạn sử dụng giá thể khô này, không trộn phân này, ít tưới nước này, đúng không ạ? Thay xong thì các bạn chỉ cần là giữ cây ở một cái tình trạng yên ổn, giúp giữ ẩm cho cây, và sau đó chờ đến khi nào cây lên mầm có màu đỏ, tức là có sức sống, thì lúc đó các bạn mới sử dụng cái phân, và liều lượng các bạn sử dụng phân bằng một nửa liều lượng bình thường. Còn phun lá thì có thể sau nửa tháng, nếu cây bắt đầu có mầm hay là bắt đầu có sức sống, các bạn có thể phun bón lá để kích cho cây. Đó là cái cách để phục hồi cái cây, chăm sóc cái cây sau khi các bạn thay. Ngay kể cả cái cây các bạn mua sau Tết, các bạn mua trước Tết thì sau Tết các bạn thay đất thì các bạn cũng làm cái tình trạng như vậy, các bạn không cần thiết. Và các bạn cắt tỉa bỏ, ví dụ cái cây các bạn mua về nó bao nhiêu cành, các bạn cắt bỏ hết những cái nhánh nhỏ này đi, các bạn chỉ để những nhánh chính thôi, giúp cho cái cây nó phát triển. Và trên đây là Vinh Gà chia sẻ cho các bạn, cho quý vị và các bạn về cái cách để các bạn chăm sóc lại, hay là chăm sóc phục hồi cái cây ô hồng sau khi các bạn thay chậu, đúng không ạ? Sau khi các bạn thay chậu cho cây ô hồng về mùa này, thì quý vị và các bạn xem video mà cảm thấy chia sẻ của Vinh Gà nó có ý nghĩa thì đừng tiếc Vinh Gà một nút like. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà, và cũng đừng quên nhấn nút chuông ở bên cạnh để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn cũng như là thành công trong công việc.